Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình lại về thêm được một mẫu đồng hồ nữa này. Đây. Mọi người mua hàng thì cứ yên bóc trực tiếp cho mình nhá, hoặc là qua cái link Facebook mình để phần mô tả này. Này. Hàng mình mua được này. Bên Nhật cái đã gửi cho mình nha. Đấy. Mua hàng thì bây giờ khó lắm mọi người ạ. Hàng còn là ít người, ít có lắm. Là mình sẽ bóc ra cho mọi người xem có gì hay ho không nhá. Không còn gì nữa. Đấy. Đồng hồ đây, đồng hồ người ta gửi cho mình đây. Úi giời. Đây là người Nhật người ta gửi cho mình này. Đấy, người ta cảm ơn mình cái giấy này. Viết giấy mặt cảm ơn này. Kiểu cái bì thư ấy, đấy, người thấy không? Cảm ơn này. Kono no go koniu itadaki arigatou gozaimasu. Torako. Đấy. Người ta gửi lời cảm ơn đến mình mua hàng của người ta. Người ta bóc ra. Bọc khá là cẩn thận, tùy theo từng người, cũng có người thì bọc rất là vớ vẩn, nhưng mà người này chủ hàng này bọc rất là cẩn thận. Đây, đây là cái nhân vật chính của ngày hôm nay. Mọi người nhìn đây, Orobianco này. Cái hộp này của nó thì đã bị chảy sức khá là nhiều rồi, da nó bị bong chóc. Cái hộp này nói chung là coi như là không tính nha anh em nhé. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra này. Đấy, thương hiệu Orobianco, giấy tờ sổ sách chắc không còn, chỉ còn đồng hộp với cả đồng hồ thôi. Cái mẫu này thì cũng khá là đẹp, mặt màu dial màu xanh, dial màu xanh chạy máy Miyuta khá là bền bỉ, nói chung là chắc chắn đẹp. Đây anh em nhé, viền thì màu đen, viền thì mạ đen này, viền mạ đen này mặt xanh kim đỏ. Đây. Chạy máy Miyuta rất là chắc chắn luôn này anh em nhé. Tình trạng còn đẹp. Kính thì mình xem kính có vết xước không? Kính không vết xước. Kính có vết xước anh em nhé. Có vết xước nhẹ. Xước nhẹ thôi, nhìn kỹ sẽ thấy. Ở góc 2 giờ. Bị ở mỗi góc 2 giờ thôi. Còn này là đẹp. Nước mạ các thứ còn đẹp nha anh em nhé. Đít sáng choang luôn. Con này còn bẩn quá. Con này bẩn quá thì tí nữa mình sẽ vệ sinh luôn. Mình sẽ trà cho nó sạch đi. Cái đít này là sẽ đẹp ngay. Dây thì đây là dây zin của nó này. Khóa là khóa zin này. Dây này cũng bị gãy ở trong rồi này. Em này chạy máy Miyuta, có chức năng lên có tay, không có chức năng dừng kim dây khi chỉnh giờ. Đấy thì là cái logo của nó. Cái mẫu này thiết kế rất là đặc trưng, nó không nhái của một thương hiệu nào hết. Hở tim, đây, cái logo của nó rất là to, đẹp. Mà góc 3 giờ này, tràn hết góc 3 giờ, hoa văn rất là đẹp luôn. Còn hở thì là hở tầm một lửa đây. Thiết kế hở một lửa máy bên trái này. Cọc số rất là to bản. Kim cọc đều to, cái này nó hướng về cái to. Cái này là người Italia người ta thiết kế nha anh em nhé. Hàng Italia đấy, người ta thiết kế cho. Máy này rất là bền luôn. Bên ngoài dây thì còn đẹp này. Mọi người nhìn dây còn đẹp này. Đây là những người ta đeo giữ gìn thì người ta mới được như này. Thì cái dây bên trong nó chỉ bị lứt này thôi. Nên là đeo thì vẫn đeo được, nhưng mà nó không được, mình nhìn vào thì nó ngứa mắt. Mọi người mua về sẽ thay dây hoặc là mình sẽ thay cho mọi người. Đấy. Giá là chưa đến 3 triệu mọi người ạ. Rất rẻ luôn. Đây, bên hông còn gặp chữ logo Orobianco này. Con này công size 42. Size 42 giày thì cũng tương đối đấy. Anh em là tay to đeo thì đẹp. Giày 13, 14 này.
Bán ra vẫn bảo hành máy 100 cho anh em yên tâm nhé. Khóa zin rồi. Về chỉ thay mỗi bộ dây vào là đẹp. Dây này của nó ngon này, cái mặt này nó ngon này. Chống mồ hôi các thứ bẩn thoải mái luôn. Nhưng mặt này đeo nhiều quá nó bị gãy này. Đây anh em, mẫu này chống nước 100m nha anh em nhé. Này, 10 ATM này. À 10 ATM này thoải mái luôn. Anh em mua hàng thì liên hệ trực tiếp cho mình nhá. Chào anh em, cảm ơn anh em.